ẩn quà lên ngoài, nói ngoài lẩn quà mà biết có hay không nữa mình không biết nữa. Đi bóng 1 triệu, tiền đâu bóng 50 triệu cứ là chạy. Trời đất ơi, Mạnh Thường Quân cho là 40 triệu cái bếp ăn đó. Bộ ăn đó hả? Cái bếp cơm từ thiện là dạng như là rằm này kia mà mình nấu cho bệnh viện ăn á. Nấu cho người nuôi á. Đúng rồi. Nhóm hai nhau, nhóm này, nhóm này nấu, mai nhóm kia nấu, từng này nhóm khác nấu. Nấu vậy xong mới vô trong phát phiếu rồi xong rồi ra đó nhận cơm ăn. Trời ơi, không ở trời lạnh là đem xuống luôn, đừng cho đem xuống cho cao. Thôi để cho nó ngay bữa nào rồi đi xuống rồi đem xuống, đi không được xuống đây. Trời. Ai biết, người ta nói trong đó là dẫn người đó đi theo. Không chịu xăng, tiền dầu, tiền mỡ, trời ra cây. Đâu phải uống xăng tệ bộ đâu mà trời. Uống thăm cổ rồi đó chịu trong miệng cúp. Ủa nay gần mà sao ngoài uống cà phê sữa? Cà phê đen. Chứ cà phê sữa đâu chạy. Cà phê sữa 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 đâu. Sữa cà phê thịt thịt gòn nha, thịt bơi. Cà phê túi thịt gòn nha. Trời ơi, thôi đã tôi tuốt kìa ơi. Chim nặng chưa là khách chưa? Có khách. Có khách đâu. Không, chim nó kìa có khách đâu. Có khách nói chuyện trong một con đất. Con nhà này có duyên lắm. Bà già này có duyên lắm. À, có duyên cả duyên già. Có hai duyên. Hả? À. Có hai duyên. Hai duyên. Nó sẽ lúc rồi. Ngoại nói con có nói. Thầy tôi nói chứ tôi có nói. Vì sao chạy ra hai viên, tôi chẳng nói hai viên. Mẹ bà đứa dẹo ta nói sàm ra điên quá. Họ cười thấy bà nội rồi. Đi con chuốt cho nhanh. Trời đất ơi, thôi chị ơi, nhanh gì trời. Ông nội ơi, trời đất ơi, chuốt. Mệt ra. Gì mà cười. Hôm qua gọi đầu rồi hả? À, gọi đầu rồi, gọi đầu rồi. Chắc đâu. Chưa có giặt vậy ha, chưa giặt. Tới nay mình chưa giặt đầu nữa, gọi đầu qua rồi mình nay chưa giặt. Giặt đầu thì mẹ đi đâu giặt đầu thì mà tao có đi đâu đâu. Tao bậm môi chi vậy, cái ăn luôn mà bậm. Sao có nhiều chuyện quá, mẹ ở bàn khách có nhiều chuyện quá. Cái lâu mẹ cái vô ra hoài con tặc tao nè. Mẹ bà đỡ tăng tặc tao chỉ làm đi qua đi lậu hoài dạ. Ừ. Cái ông lực quá đi anh nội. Rồi tối ngày lực rồi á. Thôi dân chạy tả lên đi lãnh quà. Vô lãnh đi. À, chị ăn thì chạy vừa chạy lạnh như lạnh xuống vậy cho ta đi vô mới nó cho con lạnh không không cho chạy
không đậu hiểu lậu quất lậu quơ đưa đó mày đợi, mày mặc đồ về này kia mày về mày vô mày đánh quà chết con luôn á. Ôi thằng ơi cái đội đạm trường ngoài đánh quà dễ ha. Vợ tôi mới đẻ sập giường chết queo. Thằng ơi đã thất thế ông lô đẹp nhẹp có hết thật đổ dễ tiêu. Trời ơi thôi ơi anh đi đường lộ thẳng văn mặt anh cặp sắt chấm chấm đang cặp sắt thì mặt anh năm gì sai lờ. Cái lờ à con không có nói cái gì à nghe. Ô mẹ bà xe hết sự trời ở đâu mà hôm qua bà phòng chủ này gặp mấy đứa cháu ba bà thế giới với tôi cũng vui thiệt cơ. Nó cũng hết nấu ít mà nó không có chồng. Ừ, nó không chồng á, à, nó có chồng ông nội cha chồng nó bánh tôi chắc chết quá. Lý do? À, bà vợ tôi nói xàm nói liền. Nó bánh tôi. Rồi là 5 giờ mấy à, ngon. Hồi chiều quá, hồi chiều. Dạ, rồi sao? À, con Tinh nó đi làm gì nó ghé. Nó mua 4-5 cái ổ bánh mì. Cho tôi ăn, cho nó có ăn, cho ăn lạc, cho nó có ăn bánh mì. Chuyện qua lạc gì? Chuyện qua chuyện, mà tôi qua không có ăn, mà mình ngày qua sao? Rồi tối rồi mà ngày còn bữa nay cả. Cho bữa nay ăn đặng là gì? Uống cà phê cà mà bánh mì ăn chay được mà. Hồi trước thì ăn không được, bây giờ ăn được. Hồi trước thì mình nó dịch. Còn giờ bột không? Giờ bột không à. Mà bột không có bột mì ra bột đậu. Bột bột nở. Bột nở ra bột ba. Rồi một cái. Nay bảo đảm mà có khách. Đừng nói gì. Để tôi để giấy rồi. Không có. Cái gần đây. Cái bình này hay bình kia gì rồi. Quần dục rồi. Mai xuống rảnh rồi đem mấy này dục hết nha. Đem mấy gì? Mấy cái bông á. Theo rồi. Để lấy chậu lại thôi. Con cũng nhớ là nó lấy ra nó trồng hả? Nó trồng mình. Đi chị mời. Ba đứa trời ơi bình thường không chở 4 người được con ngoại. Chìa khóa xe. Rồi ra ngoài lộ luôn đi ngoại để con đem xe ra. Cái lô mẹ đó. Bóp chú em. Bóp chú em đang thửa cùng mình về cha mẹ hỏi ông định vĩnh vui. Bóp chú em. Tay nâng tay đỡ. Em ở trong viện không nổi bóp đau. Dạ đầu là lại nè. Đi chưa gì rồi nè.
sẽ phát quà. Rồi cái nhà bị hơi biệt thự mà nó có bà ngoại, cái nhà bà ngoại chứ không còn gì luôn. Bây giờ là đang chuẩn bị ghi phiếu, phiếu đã có rồi, bây giờ là chuẩn bị là ghi từng người. Mỗi cái chỗ là nó khác nhau, mình thì phát phiếu địa chỉ khác nhau. Mình xây 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 cái biệt thự ở này được không? Mình xây biệt thự vậy gì mình? Không, là để bắt thang hỏi ông trời có được không? Để bắt thang lên hỏi ông trời. Ngoại uống nước rồi, ngoại uống nước chanh rồi, ngoại. Nước chanh á. Ủa? Chị nó qua đây luôn hả? Bớt chưa chị, nay bớt chưa? Dạ. Dạ chị bị ung thư ngực với ung thư tuyến giáp. Trời đó có gì lắm. Mắt lên bên. Đừng có sụp ra ngồi té nè, ngồi chế vô. Dạ, vô đây đó hả? Dạ đâu ngồi được à, đâu hả, tao có té được. Sao ngoài không hỏi? Sao ngoài không hỏi, mà sao giờ ngoài không hỏi? Nghe cái hết hồn hả? Cái hôm nay đi mặc quần ngắn nữa rồi. Trời ơi, có bụng như bụng đầy không, mà quần áo đầy không mà không có bụng quần dài. Mình đi cái đâu cũng vậy. Ai chở chị đi chị? Dạ. Dạ, dạ. Đó, đó, ai ai cũng ly bự đó, phân biệt ngoại không, ngoại phải ly nhỏ. Uống đi. Uống đi. Chị uống. Hôm nay không uống sao không uống. Uống cà phê à. Uống đi, uống đi gì? Nè, là phê chút lá không ạ? Chút lá rồi là cà phê bỏ. À, bây giờ là chắc nhiều. Chắc khách đông rồi. Có đơn hai 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 tháng giêng mà năm mà ba cái tháng nha, rằm tháng giêng tháng bảy tháng mười mà ta ba có hát đó đó. Bà có đi chùa không? Không, đi chùa không, hai tháng có hai tháng. Ai chở chị đi? Đi bộ. Chị bộ tự lỏng ở đây hả? Wow, xa nha. Còn họ đồ sao nói đồ gì được? Đi bộ chứ giờ sao vậy? Thôi nói đi. Nước tươi. Không, nước tươi. Không, nước tươi. Không, nước tươi. Phải, bà cắt nhà rồi chưa? Cái gì? Để anh con mình luôn. Tay miếng phải không? Vậy là cái miếng xé là của gì không? Phải không? Đúng rồi. Rồi. Lại uống nước về. Gia đình uống cô Trang lên đây đây rồi nằm đây rồi. Có được phiếu rồi phải không? Được rồi. Đây rồi, đây em được phiếu rồi. Rồi rồi, của gì đây, gì này nữa thấy không? Không biết nha. Rồi rồi, cảm ơn. Ủa mẹ đề nay mày đặt không không ghi tên là tăng mò quà. Dạ vẫn ngoan quan phát mã ba chậm. Đây tao rinh cho thu ơi mày mày lấy cái xe mẹ đây tao. Nè nè. Mày đưa ông này là của cô Trang nè. Đâu không nào. Rồi. Rồi đây. Rồi còn ai nữa? Cái này chắc của bà Hai quá. Cô bà Hai bảy. Xe bảy, bảy bánh trái cây, bảy bánh trái cây nè. Rồi bảy. Rồi cô gì nào đây? Tám. Không kêu nói là mấy bà già là Tân Thanh là có ai nữa vô rồi. Tiếp. Bảy. Chị nó nổi không chị? Bà nó đâu có nổi, bà nó đâu nổi. Dạ. Mẹ của ai? Của bà Hai phải không? Bà Hai đâu? Bà Hai đâu? Đưa này đây, đưa con Hai này. Tiếp nè, biết của ai nè? Con này năm hai mươi mấy, cô ở Tân Thanh, đúng không? Dạ. Đây. Dạ, trời ơi.
có danh sách thì bán được đây rồi. Còn ai nữa? Đây cô này cũng phải, cô này cũng bớt đây phải không? Dạ rồi. Con của mẹ mày tên gì? Kim Anh. Kim Anh. Dạ. Dạ. Ở giờ mình biết rồi. Dạ. Đưa mấy con phước lại cho mấy nhiêu. Đấy, anh bước này nhé, khách đi chùa rồi. Dạ. Mày chở tao đi chùa rồi. Rồi. Rồi mày về đây nè mày. Chở hả? Thôi gì lắm á. Dạ, cảm ơn dì, dì khỏe nha. Có kêu bằng bà chứ hả? Đúng rồi. Về đi, hai người về đi. Thôi giục nó đi, cháu không nó đâu có bắt đâu đợi. Trời ơi. Ngạc vậy. Đi về mặt thấy tởn không? Hả? Ngạc vậy. Có ai như ngoại đánh quà mà người ta cha phí đánh quà về ngoại nó không còn sớm mà về làm gì? Trời đất ơi. Hả? Trời.
gì con gì sao 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 ờ ờ sao à, à sao nó hỏi sao? Là đi đâu mới về sao gì sao con sao sao à, nó hỏi đi đâu nãy giờ nó kiếm ngoài à, sao con dạ qua dạ cương rồi lấy mình ai cắt dâu nấu nhớ qua ai tao tao hại gì mất tiểu đi mất tiêu hả mất tiểu đi mất tiêu hả à, thấy đâu chưa mà thấy đâu chưa nè ừ nó hư rồi trời đất ơi đi chút xíu về làm như mày lâu ngày không gặp á nghe nôn bẻ trời ơi trời nó cho bánh dụng uống cà phê nào uống đi thôi uống đi đi về mệt uống đi thôi mệt ra đi trời ơi cây ngồi nó hùng vào bà hát mệt á mèo mắt hai mí rồi ha gắn lông mi cho nó đi tôi ngồi tôi không chú cầm dừa nó nhảy lên đang dạo nên ta đưa tôi đang nằm ở trên trời tụi ta thấy nó được lắm trời mèo nổ thiệt gì à thôi về đi đi huyện chứ đi huyện phát cơm chứ đi em phát biết ăn 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 hả đây nè ừ. Phát thì ăn là gì phát là ăn là gì con phát cho cái từ thiện đó đó quán cơm đó đó ấy qua biết của nằm đâu hả con đi phát ai nấu bò cơm mà ai làm nhóm nấu hả nhóm nấu mướn đâu hả đây nè con tao như đây tiền nè có bếp ăn đó con mua cái bếp của Mạnh Thường Quân gửi tiền về mua cái để mua cái bếp cho bệnh viện nó nấu ăn tao mới làm gì nè cái này hả con đem xuống huyện chứ không phải để cho ngoại xem là con đem tiền xuống dưới con trao ai đâu mà dám ai đâu mà cho nhiêu đó tiền đúng không đây là cho Mạnh Thường Quân cho cái bếp ăn ở dưới á là dặn cho con hư cái nồi cơm rồi cái nồi cơm nấu 10 tầng 10 cái sửng rồi bây giờ là đem xuống dưới trao cái bếp nó hư rồi bây giờ là phải xuống trao ở bên viện dạ ở bệnh viện chùa ở chùa kế bên chùa đó gọi là cái bếp ăn từ thiện rồi bây giờ hư rồi chùa nào chùa Thường Quân chùa Hai Đất hay gì không đi nữa đi ra bệnh viện luôn cái bên bệnh viện cái bệnh viện cái cô đó là chùa thật phải không dạ cái cô đó bà làm bác sĩ rồi xong rồi hôn quỳ ra rồi thì ra làm từ thiện luôn thôi giờ con đi nha ừ đi 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 ừ nè tiền này không phải tiền của con tiền của Mạnh Thường Quân gửi ngày xài đây mệt xuống rồi hay đó tập sẵn hai xin chào cả nhà thì hôm nay mình rất là cảm ơn gia đình của cô Dũng đã hỗ trợ và phát quà cho bà con ở quê nhà và những người già khó khăn và người neo đơn và tàn tật thì nãy là những người già và những người khó khăn và một lần nữa mình chân thành cảm ơn và mình kính chúc gia đình của cô Dũng thì sức khỏe thì cô khỏe mình chúc cho cô là dồi dào sức khỏe và bây giờ là mình phải với đồng hành cùng chị Diệu sẽ đi về huyện để trao cái số tiền này của vợ chồng anh trai và của ba bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho cái bếp ăn đó là 40.000 đúng rồi 40 triệu cả nhà anh xin lỗi và 40 triệu này thì mình bây giờ mình sẽ xuống dưới mình trao tiền cái bếp ăn đó và mình hẹn cả nhà vào clip sau bye bye see you again.